Tiết lộ 5 cách đơn giản để chúng ta có một cái vùng nách thông thoáng và chúng ta tự tin khi đi ra ngoài đường. Đầu tiên đó là chúng ta xây dựng một cái chế độ ăn lành mạnh. Cái chế độ ăn thì cũng rất là ảnh hưởng đáng kể đến cái mùi cơ thể của chúng ta. Chúng ta nên hạn chế ăn thức ăn có những cái mùi hôi như là tỏi, hành và những cái gia vị mặn. Thay vào đó thì chúng ta sẽ tăng cường ăn những cái loại rau củ quả này, thực phẩm giàu chất xơ và protein. Với những cái thực phẩm mà giàu vitamin C như là cam, chanh, dưa chuột cũng giúp chúng ta cân bằng cái độ pH và kháng những cái vi khuẩn trong cơ thể. Thứ hai đó là chúng ta có thể là uống nhiều nước mỗi ngày. Nước không chỉ giúp cho cơ thể của chúng ta, nó còn loại bỏ những cái độc tố và làm sạch cơ thể của chúng ta. Chúng ta uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày để đảm bảo cơ thể của chúng ta luôn được tươi mới và hỗ trợ cái quá trình là thanh lọc cơ thể. Thứ ba đó là chúng ta mặc những cái quần áo mà rộng rãi thoáng khí để giảm tiết mồ hôi và hơi ẩm này, hạn chế những cái đồ quần áo bó sát. Và hãy chọn cho mình những cái bộ quần áo rộng rãi làm từ cái chất liệu là cô tông để cho da của chúng ta dễ thở hơn và tạo cảm giác chúng ta thoải mái. Thứ tư đó là chúng ta hạn chế dùng caffeine. Caffeine thì có thể là nó sẽ tăng tiết mồ hôi và tạo cho cơ thể của chúng ta một cái mùi rất là khó chịu, và chúng ta nên hạn chế đồ uống có caffeine như cà phê này, nước ngọt có ga và năng lượng. Thứ năm đó là chúng ta điều tiết cảm xúc này, hạn chế căng thẳng, lo âu. Cảm xúc căng thẳng và lo âu gây ra cái tình trạng mà tăng tiết mồ hôi quá mức và tăng cái sự phát triển của vi khuẩn gây nên mùi của cơ thể. Thì chúng ta hãy tìm hiểu và áp dụng những cái phương pháp giảm stress như yoga này, thiền, tập thể dục hoặc các là hoạt động thư giãn. Ngoài ra thì chúng ta có thể là đọc sách, nghe nhạc để giảm căng thẳng và duy trì cái tình trạng là tích cực. Cuối cùng là luôn vệ sinh cá nhân hàng ngày, tắm rửa sạch sẽ vùng nách và sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da không gây kích ứng. Đặc biệt là hãy tuân thủ cái quy định về vệ sinh cá nhân và luôn sạch sẽ để tập thể dục hoặc là hoạt động ngoài trời. Và nếu các bạn sử dụng tất cả những cái phương pháp trên mà cái hiệu quả của nó còn khá chậm thì hãy đến ngay với Thẩm Mỹ Chen để trải nghiệm dịch vụ triệt tuyến mồ hôi với giá chỉ 868.000 nhé.